lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 30 năm qua tại Thái Lan. Bão Milton mạnh lên cấp 5, bang Florida của Hoa Kỳ chuẩn bị sơ tán hàng loạt. Ít nhất 15 người thiệt mạng do lũ lụt và sạt lở đất ở Ấn Độ. Đoàn xe Trung Quốc bị tấn công ở Pakistan, hơn chục người thương vong. Thị trưởng Mexico bị ám sát chỉ sau 6 ngày nhậm chức. Đoàn Hơ xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Điểm Nóng trên kênh DBC. Vừa rồi là những điểm tin chính có trong bản tin ngày hôm nay. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng bước vào nội dung chi tiết. Lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 30 năm qua tại Thái Lan. Mưa lớn nhiều ngày qua tại miền Bắc Thái Lan đã khiến lũ quét tràn vào khu du lịch nổi tiếng Chiang Mai và làm ít nhất 3 người thiệt mạng. Lũ lụt nghiêm trọng cũng khiến nhiều du khách phải di tản khỏi khách sạn và lội qua vùng nước bùn cao đến đầu gối, trong khi các cửa hàng ở trung tâm thành phố Chiang Mai phải đóng cửa vì ngập lụt. Trước đó, vào ngày 6 tháng 10, Cục Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai Thái Lan DDBM cho biết, 20 trong số 76 tỉnh hiện đang bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, nhưng mực nước đang có dấu hiệu giảm nhẹ. Nhiều đoạn video cho thấy, khu vực Chiang Mai chìm trong biển nước, người dân phải dùng xuồng để di chuyển, nhà ga xe lửa trung tâm cũng bị ngập và phải đóng cửa. Ông Saridet Charanchai, nhân viên y tế cộng đồng cho biết, 3 người đã thiệt mạng trong trận lũ, bao gồm một người đàn ông 44 tuổi bị điện giật và một người phụ nữ 33 tuổi tử vong trong một vụ lở đất. Hơn 80 người đã chuyển đến địa điểm trú ẩn vì gần 10 trung tâm y tế địa phương đã phải đóng cửa do mực nước dâng cao. Khu bảo tồn voi tại địa phương cho biết, 2 con voi đã bị chết đuối trong dòng nước lũ dâng cao nhanh chóng ở phía bắc thành phố. Lũ lụt lớn đã tấn công một số vùng ở miền Bắc Thái Lan, khi những trận mưa lớn gần đây trút xuống khu vực này, khiến mực nước sông Bing dâng cao lên mức nghiêm trọng. Các tỉnh miền Bắc Thái Lan đã hứng chịu lũ lụt lớn kể từ khi bão Yagi tấn công vào khu vực này vào đầu tháng 9. Trong đó, 2 khu vực Chiang Rai và Chiang Mai đang phải hứng chịu đợt lũ lụt tồi tệ nhất trong 30 năm trở lại đây. Bão Milton mạnh lên cấp 5, bang Florida của Hoa Kỳ chuẩn bị sơ tán hàng loạt. Theo cập nhật vào ngày 7 tháng 10 của Trung tâm Bão Quốc gia Hoa Kỳ NSC, cơn bão Milton đã tăng từ cấp 1 lên cấp 5 với sức gió 257 km/h sau khi chưa đầy 2 ngày sau khi nó hình thành trên vịnh Mexico. Cơn bão hiện nằm cách Tampa, Florida khoảng 1.175 km về phía tây nam và nó được dự báo đổ bộ bờ biển phía tây Florida vào giữa tuần này, nhiều khả năng là đêm 9 tháng 10 hoặc rạng sáng 10 tháng 10. Florida hiện đang chuẩn bị cho đợt sơ tán lớn nhất trong 7 năm qua. Thống đốc bang Florida Ron DeSantis đã mở rộng tình trạng ban bố, tình trạng khẩn cấp tới 51 trên 67 hạt của bang. Ông DeSantis cảnh báo rằng Milton có thể gây ra triều cường và mất điện trên quy mô lớn hơn bão Helene. NSC cũng cảnh báo khi bão Milton đổ bộ, thiệt hại thảm khốc sẽ xảy ra, ngay cả với những ngôi nhà được xây dựng kiên cố. Tổng thống Joe Biden cho biết chính quyền liên bang đang gấp rút chuẩn bị các nguồn lực cứu trợ. Các chuyên gia thời tiết cảnh báo rằng vịnh Tampa có thể chứng kiến mực nước dâng cao từ 2,4 đến 3,6 mét. Ngoài ra, lục địa Florida và vùng Keys có thể phải hứng chịu lượng mưa từ 130mm đến 250mm, thậm chí lên tới 380mm ở một số khu vực có nguy cơ gây ra lũ quét và lũ sông. Thị trưởng Tampa Jane Carter cho biết, thành phố vẫn đang dọn dẹp sau cơn bão Helene và lượng mưa từ cơn bão mới sẽ gây ra rất nhiều khó khăn, chưa kể đến nước biển dâng cao và thiệt hại do gió. Vào cuối tháng 9, cơn bão cấp 4 Helene đã khiến hơn 225 người thiệt mạng tại Florida và nhiều bang khác của Mỹ. Milton là cơn bão thứ hai mạnh cấp 5 gây ảnh hưởng đến Mỹ trong năm nay, sau cơn bão Barry hồi tháng 7. Cơ quan khẩn cấp Florida hiện đang kêu gọi người dân tuân thủ lệnh sơ tán, đồng thời cho biết đây sẽ là đợt sơ tán lớn nhất kể từ cơn bão Irma năm 2017, với khoảng 7 triệu người dân phải sơ tán. Ít nhất 15 người thiệt mạng do lũ lụt và sạt lở đất ở Ấn Độ. Hôm thứ Hai, các quan chức Ấn Độ cho biết ít nhất 15 người đã thiệt mạng trong các trận lũ lụt và lở đất do mưa lớn gây ra ở bang Meghalaya, đông bắc Ấn Độ trong 4 ngày qua. Dự kiến sẽ có thêm mưa ở một số nơi trong tiểu bang vào tuần này, trong khi Cục Khí tượng Ấn Độ dự báo sẽ có mưa lớn cục bộ.
Những người thiệt mạng bao gồm 7 thành viên của một gia đình tại quận South Garo Hills, 2 người bị nước lũ cuốn trôi khi đang lái xe và 1 người đàn ông tử vong do cây đổ. Sanjay Goyal, ủy viên và thư ký của Sở Quản lý Doanh thu và Thảm họa của tiểu bang, nói với Reuters, tình hình hiện đã tốt hơn khi thời tiết quang đãng và tất cả các thi thể đã được tìm thấy. Ông Goyal cho biết 17.000 người dân bị ảnh hưởng ở 165 ngôi làng đã được chuyển đến các trại cứu trợ. Số người chết vì lũ lụt ở phía bắc nước láng giềng Bangladesh, nơi có chung biên giới với Ấn Độ, đã tăng lên 6 người vào Chủ nhật. Tuy nhiên, do không có mưa vào ban đêm nên các quan chức cho biết tình hình đang được cải thiện và nước lũ đang dần rút. Một số khu vực ở Nam Á cũng đã bị tàn phá bởi lũ lụt khi mùa gió mùa từ tháng 6 đến tháng 9 đã mang lại lượng mưa dư thừa trong năm nay. Ít nhất 244 người, bao gồm hàng chục trẻ em, đã thiệt mạng trong các trận lở đất và lũ lụt ở Nepal vào tuần trước sau 2 ngày mưa lớn liên tục cuốn trôi nhà cửa, đường xá, nhà máy điện và cầu. Theo nghiên cứu của Trung tâm Đối thoại Chính sách, Bangladesh cũng đã chứng kiến lũ lụt ở khu vực phía đông vào tháng 8, khiến hơn 70 người thiệt mạng và gây thiệt hại ước tính lên tới 1,2 tỷ đô la. Đoàn xe Trung Quốc bị tấn công ở Pakistan, hơn chục người thương vong. Theo thông báo của Đại sứ quán Trung Quốc tại Pakistan, vào khoảng 11 giờ tối ngày 6 tháng 10 theo giờ địa phương, đoàn xe chở nhân viên Trung Quốc do công ty điện lực cảng Wasim tài trợ đã gặp phải một cuộc tấn công khủng bố gần sân bay quốc tế Jinnan ở Karachi, Pakistan, khiến ít nhất 2 công dân Trung Quốc thiệt mạng, 10 người khác bị thương, trong đó có một công dân Pakistan. Sau vụ việc, lãnh sự quán Trung Quốc đã nhắc nhở công dân và công ty Trung Quốc ở Pakistan cảnh giác hơn và tăng cường các biện pháp an ninh. Theo truyền thông địa phương xác nhận, một vụ nổ đã xảy ra gần sân bay quốc tế Karachi vào tối ngày 6 tháng 10, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương. Đoạn video đăng tải cho thấy ngọn lửa lan sang nhiều ô tô và cột khói bốc lớn lên từ hiện trường. Quân đội đã được triển khai để phong tỏa hiện trường. Karachi là thành phố lớn nhất ở Pakistan. Sau vụ nổ, nhóm vũ trang ly khai Quân Giải phóng Baloch, BLA, đã tuyên bố nhận trách nhiệm vụ việc, nêu rõ nhóm đã nhắm mục tiêu vào một đoàn xe cấp cao gồm các kỹ sư và nhà đầu tư Trung Quốc đi ra từ sân bay. BLA tiết lộ đã sử dụng thiết bị nổ tự chế để thực hiện vụ tấn công. Trong khi đó, chính quyền tỉnh Sindh miền Nam Pakistan cho biết trong một thông báo trên mạng xã hội rằng một xe bồn chở dầu đã phát nổ trên đường ra sân bay. Cảnh sát Pakistan chưa đưa ra bình luận. Trước đó, nhóm vũ trang BLA đã nhiều lần cáo buộc Đảng Cộng sản Trung Quốc giúp chính quyền Islamabad phát triển Balochistan, nên nhóm này đã thực hiện nhiều vụ tấn công khủng bố nhắm vào công dân Trung Quốc đang làm việc trong khu vực, nhiều người thiệt mạng. Pakistan đã chỉ định BLA là một tổ chức khủng bố vào ngày 7 tháng 4 năm 2006, sau khi nhóm này liên tục tấn công nhân viên an ninh. Từ năm 2004, BLA đã tiến hành một cuộc đấu tranh vũ trang bạo lực chống lại Pakistan vì mục tiêu đòi độc lập cho tỉnh Balochistan ở tây nam Pakistan. Thị trưởng Mexico bị ám sát chỉ sau 6 ngày nhậm chức. Bạo lực đang lan tràn ở bang Guerrero ở miền nam Mexico. Thị trưởng thành phố Chilpancingo của tiểu bang Guerrero đã bị ám sát sau khi chưa đầy một tuần nhậm chức. Đây là sự cố mới nhất trong hàng loạt vụ tấn công nhắm vào các chính trị gia địa phương ở Mexico. Bang Guerrero nằm trên bờ biển Thái Bình Dương, là một trong những bang bạo lực nhất với các băng đảng ma túy ở Mexico. Thành phố Chilpancingo của bang Guerrero có dân số địa phương khoảng 280.000 người. Thị trưởng Alejandro Acros chỉ mới nhậm chức 6 ngày trước khi bị ám sát. Hiện văn phòng tổng trưởng lý bang Guerrero đang điều tra vụ giết người. Theo thông tấn xã Central của Mexico, thống đốc bang Guerrero, ông Evelyn Salgado đã xác nhận sự ra đi của thị trưởng Acros, nhưng không có thêm thông tin chi tiết nào được đưa ra. Cái chết của ông Acros xảy ra chỉ 3 ngày sau khi thư ký chính quyền thành phố mới, ông Francisco Tabia, bị bắn chết. Kể từ khi chính phủ Mexico cử quân đi trấn áp nạn buôn lậu ma túy vào năm 2006, hơn 450.000 người đã bị sát hại trên khắp Mexico và hàng chục nghìn người bị mất tích. Các chính trị gia, đặc biệt là các quan chức địa phương, thường xuyên trở thành nạn nhân của các vụ giết người liên quan đến tham nhũng và buôn bán ma túy trị giá hàng tỷ đô la.
Guerrero đã trở thành một trong những tiểu bang nguy hiểm nhất đối với các quan chức cũng như nhà báo. Ít nhất 6 ứng cử viên cho chức vụ công tại tiểu bang này đã bị sát hại bởi các băng nhóm tội phạm trước thềm cuộc bầu cử ngày 2 tháng 6 của Mexico. Thị trưởng Arroz chỉ mới nhậm chức vào ngày 1 tháng 10. Các bài đăng trên mạng xã hội trước vụ ám sát cho thấy, trong những ngày gần đây, ông đã giám sát nỗ lực cứu trợ thiên tai sau tác động của cơn bão John vào tháng trước, gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở khu nghỉ mát bãi biển Acapulco và các thị trấn xung quanh. Ngày 1 tháng 10 cũng là thời điểm bà Claudia Sheinbaum trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Mexico. Bà đã tuyên bố sẽ giải quyết tình trạng bạo lực trong nước khi các cuộc giao tranh giữa các băng nhóm và phe phái lan rộng, đồng thời khẳng định sẽ đẩy mạnh hoạt động tình báo và điều tra nhằm nâng cao hiệu quả của việc trấn áp tội phạm. Thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục điểm nóng của DBC. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.